Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 41, chương 249, Sờ Mông. Mạnh Ngữ cùng Khuê Mật trợn mắt há mồm, trong nháy mắt đem sắc giới hòa thượng coi như là người trên trời rơi xuống. Tiểu Lục đang chơi game khinh thường nhìn bọn Mạnh Ngữ liếc mắt, ngay sau đó nói: đây chỉ là cái đồ chơi con nít, tiểu thất ca còn lợi hại cả hơn như vậy. Nghe Tiểu Lục nói, giới sắc nụ cười trên mặt thoáng cái tắt lịm, mặt đầy không vui nhìn Tiểu Lục. Từ lúc tiểu thất mang nàng ra ngoài chơi, Tiểu Lục bộc phát thân cận với tiểu thất mà xa lánh hắn. Nhưng mình cũng không thể nói được gì, làm không tốt thì sẽ bị thu thập. Tiểu thất cười một tiếng, từ trong túi lấy ra 5 lá cờ nhỏ, chu sa và đấu mực cùng những vật khác, đem chu sa rót vào một ít vào bên trong bát sứ ngâm nước. Ngay sau đó dùng long huyết mực cọ sát, đợi chu sa bắt đầu biến thành màu đen, kẹp một đạo linh phù niệm chú ngữ. Linh phù bùng cháy, ném vào trong bát sứ. Hai tay kết ấn pháp rất nhanh, sau đó đem hỗn hợp chu sa và long huyết mực màu đỏ nhạt rót vào trong đấu mực. Chân thần, cắt một quả táo, dựa theo phương vị ngũ hành sắp xếp, đem ngũ hành kỳ cắm vào. Nghe vậy, chân thần cầm quả táo, rất nhanh chuẩn bị. Tiểu thất lấy ra dây mực, quấn lên trên ngũ hành kỳ, bày ra trận pháp không lớn, chỉ độ một thước. Tiểu thất vừa bước vào trận pháp, cặp mắt khép hờ, miệng niệm chú: tam thành chí thượng, ngũ hành diệt ma, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, sắc. Ngũ hành kỳ nhất thời bắn ra từng đạo kim quang, đem toàn bộ bao phủ phòng khách. Ngay sau đó, dây hồng tuyến cũng phát ra hào quang màu đỏ sậm, cùng kim quang giao hội với nhau. Tiểu thất biến đổi ấn quyết, ánh sáng xông thẳng lên trần nhà. Giới sắc hòa thượng bày ra kết giới thoáng hiện, cùng ánh sáng hòa hợp với nhau, sau đó biến mất. Thu quyết ra khỏi trận pháp, nhìn mọi người bắt đầu phân phó: bước đi cẩn thận một chút, đừng có vấp phải dây mực phá hư trận pháp. Thanh Hoa đứng dậy, nét mặt già nua, cười cười như hoa cúc. Thấy vậy, tiểu thất tử tốn: có muốn tôi dạy ông trận pháp không? Không có cửa đâu. Này Vương tiểu tử, đừng có ác như vậy mà. Thanh Hoa mở trừng mắt, vội vàng quát nhẹ, sau đó nghĩ đến mình đang muốn cầu cạnh tiểu thất, nói như vậy không có thích hợp. Tiểu thất vẫn lắc đầu: Mao Sơn chính tông pháp thuật, không được phép truyền ra ngoài. Hoa Thanh tức giận ngồi xuống. Tiểu Lục cười trên nỗi đau của người khác: lão đầu tính dạy cho người, người cũng chả học được. Tiểu thất thu đồ vật, nhìn hai người Mạnh Ngữ: các người đi nghỉ ngơi đi. Ngày thứ nhất thi quỷ chưa có tới, ngày thứ hai cũng không thấy, 6 ngày sau đó không có bất kỳ động tĩnh gì, làm cho tiểu thất cũng hoài nghi thi quỷ có phải là nói láo lừa dối mình. Buổi tối ngày thứ 6, bọn tiểu thất đang ngồi salon xem tivi, trong cầu tiêu đột nhiên chuyển đến tiếng hét chói tai. Tiểu thất vội vàng cầm long tuyền kiếm chạy như bay, bất kể cảnh tượng của Mạnh Ngữ ra sao, vội vàng hỏi: có chuyện gì vậy? Mạnh Ngữ kinh hoàng: ta mới vừa rồi đi nhà cậu, cảm giác có người sợ ta. Nói xong sắc mặt đỏ bừng. Tiểu thất liếc mắt, sau đó rời tầm mắt, nhẹ giọng: cái này Mạnh Ngữ, cô mặc quần vào đã rồi nói.
Mạnh Ngữ cúi đầu vừa nhìn liền hét lên một tiếng, vội vàng mặc lại quần, mặt đỏ ửng đứng một bên. Tiểu Thất quay đầu nhìn, gãi đầu một cái. Ta đâu có thấy gì đâu. Nghe vậy, Mạnh Ngữ sắc mặt càng đỏ. Tiểu Thất ho nhẹ. Cô mới vừa rồi nói có người sợ chỗ nào của cô. Mạnh Ngữ nhìn một cái vào nhà vệ sinh, nói là vị trí mình ở trên bệ sĩ thì có thể sợ ở đâu, nhưng vẫn nhẹ giọng sợ. Tầm mắt của Tiểu Thất khẽ rời, nhìn qua một lần nữa, lúc này mới thấy cặp mông của nàng thật sự là căng mềm. Mạnh Nữ ngỡ thấy tầm mắt của Tiểu Thất, ngượng ngùng cúi đầu. Tiểu Thất ngậm ngực cười một tiếng, rời tầm mắt nhìn về phía bồn cầu. Vừa nhìn thì thầm chửi một câu, trong bồn cầu có một cái đầu chui ra ngoài, đầu lưỡi còn liếm một cái. Nhìn thấy Tiểu Thất cảm thấy thật sự buồn nôn, không nghĩ tới thi quỷ này cũng là một thằng sắc quỷ, vậy mà lại chui từ bồn cầu, sờ sờ liếm liếm cái mông của Mạnh Ngữ. Tiểu Thất ấn xuống bồn cầu tự hoại, nước ồng ộc chảy ra, thi quỷ há mồm nuốt toàn bộ. Mạnh Ngữ kỳ quái, Tiểu Thất là chuyện gì vậy? Tiểu Thất chỉ bồn cầu. Mạnh Ngữ ngó đầu vào nhìn thì sợ hết hồn. Quỷ, vừa rồi có quỷ sờ mông ta. Nghe Mạnh Ngữ nói, Tiểu Thất cười một tiếng. Hắn mặc dù là thi quỷ, cũng không là quỷ chân chính, sờ một chút dùng thủy phù lau đi thì cũng không sao đâu. Mạnh Ngữ thở một hơi nhẹ nhõm, sợ là có vấn đề lớn. Ngay sau đó sợ hãi đi qua. Cái thi quỷ này là thế nào? Cả căn nhà đều bị ta vào giới sắc bày ra trận pháp, chỉ có cái bồn cầu tự hoại này là còn thông với bên ngoài. Hơn nữa, nhà cầu là nơi âm khí tập trung, so với những nơi khác đều nhiều hơn, vô cùng dễ dàng gặp quỷ đó. Thi quỷ vốn là từ bồn cầu tự hoại chui vào, bất quá nhìn nó như vậy đoán chừng là nó bị kẹt đó. Tiểu Thất nhìn thi quỷ trong bồn cầu, trong lòng cũng đoán được, cái con hàng này ban ngày là quỷ, buổi tối là cương thi, muốn từ trong bồn cầu bò ra ngoài chỉ có thể đợi đến khi trời sáng. Thi quỷ phòng trừng xế chiều ngày hôm nay đã tới, bởi vì có trận pháp không dám lên. Thời gian vừa đẹp đến muộn, Mạnh Ngữ trùng hợp đi nhà cầu cũng mới sinh ra một màn này. Làm sao bây giờ ạ? Đương nhiên là diệt nó. Tiểu Thất hô lớn, Trần Thần đem kiếm gỗ đào đây. Trần Thần đi tới nhà cầu, đem kiếm gỗ đào đưa cho Tiểu Thất, nghi hoặc, sư phụ là chuyện gì xảy ra vậy? Không có việc gì đâu. Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù dán lên kiếm gỗ đào, sau đó hướng thẳng về bồn cầu mà đâm xuống. Trong nháy mắt, thi quỷ kêu lên một tiếng thảm thiết. Tiểu Thất thấy vậy lại dùng kiếm gỗ đào của mình thông nhà cầu. Trần Thần sắc mặt nhìn cảm thấy thật sự là kỳ lạ. Bất quá hắn cũng không dám nói gì cả. Tiểu Thất sở dĩ dùng kiếm gỗ đào là bởi vì không nỡ bỏ Long Tuyển kiếm cắm vào bồn cầu để đối phó với thi quỷ. Nghe tiếng kêu của thi quỷ, Tiểu Thất cười một tiếng. Vậy mà làm cho như vậy có cảm giác tiết tấu đó. Tiểu Thất đối với loại cảm giác tiết tấu này chưa có quen. Mạnh Ngữ lại rất quen. Sắc mặt của nàng ửng đỏ, ngượng ngùng ra khỏi nhà cầu. Tiểu Thất trở về nghi ngờ hỏi, hắn làm sao? Chẳng lẽ không muốn nhìn một chút thi quỷ chết ra sao sao? Trần Thần bất đắc dĩ, căn bản không biết giải thích với Tiểu Thất như thế nào. Tiểu Thất cũng không để ý, kiếm gỗ đào đâm thi quỷ mấy chục cái, đem cả khuôn mặt đều đâm cho nát bấy. Sau đó tử tốn. Ta không chơi với người nữa, nên đưa người đi đi, bye bye. Lời vừa dứt, cắn ngón tay bôi ở trên chuôi kiếm gỗ đào, ánh mắt nghiêm ngặt nắm kiếm gỗ đào bạo đâm xuống. Thi quỷ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một cái bóng mờ bay ra, tay Tiểu Thất chộp lấy, bắt lấy hư ảnh, miệng niệm chú tàn nhẫn bóp chặt, trực tiếp bóp vỡ hư ảnh. Hư ảnh chính là trung quỷ thi quỷ, bây giờ trong bồn cầu chỉ còn là một con cương thi đã nửa sống nửa chết. Một cương thi như vậy chặn ở trong bồn cầu, tắc bồn cầu làm sao bây giờ? Tiểu Thất nhìn cương thi cau mày, thì đánh nát rồi xả nó đi. Cái này cũng được mà, tìm một chút dầu đến rồi đốt ạ. Trần Thần xoay người ra khỏi nhà cầu, phút chốc cầm một ít dầu cải. Tiểu Thất trợn mắt, kèm một đạo linh phù quấn trên ngón tay, xem ra chỉ có thể chấp nhận bẩn để diệt trừ cương thi. Thiên hoàng ngũ hành, đạo pháp ngự thâm, càn khôn lưỡng đạo chẳng yêu trừ ma, thiên sát lệnh phá.
Kiếm chỉ xẹt qua một vệt xích mang, chạy thẳng tới đầu cương thi. Đầu của cương thi nhất thời nổ tung, xích mang chui vào trong cơ thể, nghe những tiếng vang trầm thấp. Cùng với nhà cầu, quan tâm vang lên những tiếng trách mắng. Chương 250, chuyến đi tương Tây. Tiểu thất đưa tay rửa nhiều lần, vẩy vẩy nước. Trần thần nhìn bồn cầu hỏi nhỏ: Sư phụ, phía dưới ống nước toàn bộ nổ tung, làm sao bây giờ? Tiểu thất từ tốn: Chờ một hồi, chủ nhà nhất định sẽ đến hỏi. Nói với chủ nhà là gian phòng này ma quỷ đồng hành, dù sao cũng đã có người chết, dọa hắn một phen. Lúc này cửa có tiếng gõ, tiếng quát mắng của nam nữ vang lên. Tiểu thất đem kiếm gỗ đào đưa cho Trần Thần, ra khỏi phòng vệ sinh, ngồi trên ghế salon cùng mấy chị em Mạnh Ngữ nói chuyện. Thấy tiểu thất đi ra, hơi đỏ mặt một chút. Tiểu thất nhìn giới sắc: Hòa thượng, cửa sắp bị đập vỡ rồi đó, sao lại không mở ra? Cậu gây chuyện, cậu đi mà giải quyết. Giới sắc mở mắt, nghe giới sắc nói, tiểu thất tức giận trừng mắt, sau đó mở cửa phòng. Con mẹ nó, đến cả dao cũng mang theo. Một con dao bổ xuống, tiểu thất lắc mình, dương mắt vừa nhìn là ba người. Trong đó có chủ nhà, hai người khác là một đôi vợ chồng, chính là ở lầu dưới. Bất quá bây giờ cả hai người bẩn thỉu, đều là thịt thối rữa. Tiểu thất nhìn ba người nhàn nhạt: Có chuyện gì không? Tiểu tử, ngươi nhìn ta cùng vợ cái kìa, toàn bộ là do các ngươi mà ra. Nam tử thái đao hung tợn nói: Chúng ta làm sao có thể? Tiểu thất vô tội, kinh ngạc. Nam tử thái đao hung ác trợn mắt nhìn tiểu thất, muốn vung dao chặt xuống. Tiểu thất túm cổ tay của hắn, gia tăng lực lượng. Nam tử kia mặt đỏ bừng. Tiểu thất từ tốn: Cầm thái đao gì đó nguy hiểm lắm đó. Dứt lời, tôi đoạt lấy thái đao. Chủ nhà mặt mất hứng: Chuyện gì xảy ra? Ống nước làm sao mà vỡ? Tiểu thất cười một tiếng có chút sợ hãi: Ông chủ, gian phòng này có phải là có ma quỷ hay không? Lời này vừa nói, ba người con ngươi co rụt. Thấy vậy tiểu thất nói tiếp: Lúc trước tôi đi nhà cầu, cảm giác trong bồn cầu có người sờ sờ cái mông mấy hai quả trứng của tôi. Tôi cúi đầu nhìn đó là một cánh tay trắng bệch. Tôi sợ quá, tôi dùng gậy gỗ tàn nhẫn đâm xuống, cho nên mới làm ống nước bị vỡ. Tiểu tử, đừng có nói bậy. Làm sao ở đây lại ma quỷ lộng hành? Chủ nhà hung tợn mắng. Tiểu thất cúi đầu cười đều: Xem ra không cho các ngươi biến sắc, thật đúng là bỏ qua. Rón rén lấy ra chiêu hồn tối, thả đồng Uyển Nhi, nhẹ giọng: Uyển Nhi, hiện hình, hù dọa bọn chúng xem. Công tử. Đồng Uyển Nhi vừa định nói, nam tử thái đao trợn mắt: Tiểu tử, đừng có giả thần lộng quỷ, nói nhanh lên, làm sao bồi thường chúng ta đây? Lông mày của tiểu thất dựng lên: Người muốn ta bồi thường các người thế nào đây? 5.000, à không, 10.000 tệ. Chuyện này như vậy rồi, nếu không... Nam tử thái đao nguy hiểm nói. Tiểu thất than nhẹ một tiếng, hướng Đồng Uyển Nhi nháy mắt. Hắn gật đầu, đưa tay lên mặt nam tử thái đao sờ một hồi. Nam tử thái đao nghiêng đầu nhìn vợ: Mình sợ tôi làm gì vậy? Tôi sợ mình lúc nào? Nghe vậy, nam tử thái đao nhìn tiểu thất: Tiểu tử, có phải ngươi dở trò? Chủ nhà bắt đầu sợ hãi liếc mắt vào trong phòng. Thế nhưng một trận âm phong thổi qua, hắn rụt cổ nhẹ giọng: Ê, chúng ta hay là đi thôi, ở nơi này thật sự không có sạch sẽ đâu. Chủ nhà, ông nói cái gì vậy? Nam tử thái đao khó chịu: Vương bát đản, ta là bố mẹ của ngươi, sao lại kêu cái gì mà chủ nhà? Chủ nhà đưa tay nắm lỗ tai của nam tử thái đao quát mắng: Mẹ, mau buông tay. Lúc này Đồng Uyển Nhi tới trước mặt ba người, đột nhiên hiện ra gương mặt kinh khủng. Chủ nhà nhất thời ngây ngẩn, nam tử thái đao nhìn thấy trợn mắt, không có cốt khí mà ngất lịm. Quỷ à! Chủ nhà cùng nam tử thái đao và vợ hét lên một tiếng, bỏ chạy xuống dưới lầu. Tiểu thất khinh bỉ nhìn gã kia, một cước đạp hắn lăn ra ngoài, đóng cửa lại. Quay đầu nhìn, toàn bộ bọn Mạnh Ngữ rúc vào một chỗ, run lẩy bẩy, nhìn Đồng Uyển Nhi bên cạnh tiểu thất. Nàng vừa rồi còn không có ở đây. Đồng Uyển Nhi che miệng, nhẹ cười một tiếng, sau đó hóa thành làn xo khói xanh, chui vào trong chiêu hồn túi. Tiểu thất không nói gì, nhẹ giọng: Các người không cần sợ hãi như vậy chứ? Mạnh Ngữ run rẩy: Chúng ta chỉ là người thường, nhìn thấy quỷ làm sao mà lại không sợ? Tiểu thất trợn mắt, đem cái chiếu trên mặt đất trải ra, nằm đó ngủ. Ngày hôm sau,
Tiểu Thất kẹp bốn đạo linh phù đưa cho bốn người mạnh ngữ. Linh phù các cô mang theo giữ gìn. Mấy ngày nay chuyện phát sinh đừng nói với bất kỳ ai. Chúng ta cũng phải đi xa nhà một chuyến. Có chuyện gì chờ chúng ta về rồi nói. Các người đi đâu vậy? Mạnh ngữ hiếu kỳ. Tiểu Thất tức giận hỏi. Ý thôi, biết nhiều đối với các cô không tốt đâu. Có gì đặc biệt hơn người? Cầm lấy linh phù, Mạnh ngữ nói nhỏ một tiếng, mang theo ba chị em gái về nhà. Bọn Tiểu Thất là dự định đi tương tây tìm Khương gia mượn đả thần tiên. Về phần vấn đề Thiên Nam thị, đã cùng nói qua với Hoa Thanh để cho bọn họ đề phòng. Tiểu Thất đối với thi quỷ quả thực là không có nói gì cả, cũng chỉ là một cái giả bộ mà thôi. Thời điểm ở nhà trọ nói lợi hại như vậy, trong vòng 7 ngày lấy tính mạng của ta ai mà tới, vậy mà kẹt ở trong bồn cầu. Bởi vì Tiểu Lục không có thẻ căn cước, bốn người Tiểu Thất không cách nào đi máy bay đi tương tây, chỉ có thể đi xe khách. Đi qua một ngày một đêm lắc lư, rốt cục cũng tới tương tây. Sau khi xuống xe, Tiểu Thất nhìn xung quanh một lần, hướng ba người nói: chúng ta tìm một nơi ăn đã, sau đó buổi tối thì lên đường. Cũng may thời điểm tới tương tây đã hơn 4 giờ chiều. Bốn người sau khi ăn xong, trời cũng đã tối. Bốn người Tiểu Thất đi trên đường mòn, Trần Thần nghi hoặc hỏi: sư phụ, chúng ta sao không trực tiếp đến Khương gia mà lại đi đường mòn này? Nghe vậy, Tiểu Thất tử tốn: ta chỉ biết là Khương gia ở tương tây, vị trí cụ thể ta không biết. Vậy chúng ta đi thì làm sao biết được? Trần Thần khó tin lại hỏi: đừng xem hôm nay là khoa học kỹ thuật văn minh, nhưng vẫn có người cản thi. Mà cản thi chỉ có thể đi buổi tối, ban ngày nghỉ ngơi ở nghĩa trang. Khương gia tương tây là nổi tiếng về cản thi đó, chỉ cần gặp phải một cản thi nhân thì có thể biết vị trí cụ thể. À, thì ra là như vậy. Nghe vậy, Tiểu Thất trợn mắt. Nếu đã biết rõ vị trí của Khương gia, ai nguyện ý đi vất vả đường mòn? Chúng ta cẩn thận một chút, tiết trung nguyên buông xuống, trong núi sẽ không có thái bình đâu. Tiểu Thất nhắc nhở, thầm nghĩ đến mình vừa mới tới Thiên Nam thị thì thầy tướng số nói có họa sát thân. Bây giờ khoảng cách thầy tướng số nói theo như cái hạn 2 tháng vẫn còn cách nửa tháng, chắc hẳn sau khi về tương tây một kiếp này sẽ ứng nghiệm. Núi cao tương tây đường rất khó đi, bốn người tay cầm đèn pin trên đường, chỉ sợ không cẩn thận sẽ bị ngã. Vừa đi độ 3-4 tiếng, Tiểu Lục dọc đường đi không ngừng lẩm bẩm nói mình không nên đi theo, quả thật là vất vả chịu tội. Tiểu Thất cũng không thể phản bác, dù sao là mình bảo Tiểu Lục tây tới. Bốn người ngồi trên một tảng đá nghỉ ngơi. Tiểu Thất lấy điện thoại ra nhìn, vừa xem thì là 12 giờ đêm. Lúc này Trần Thần chỉ trong rừng cây kinh hô: sư phụ, người xem. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn thấy trong rừng cây liên tiếp xuất hiện mười mấy đạo hư ảnh, trong tay đều xách đèn lồng. Đèn lồng tản ra ánh sáng cực kỳ quỷ dị. Chương 251: người dẫn đường Hoàng Tuyền. Bóng đêm mát lạnh như nước, một vầng minh nguyệt treo trên bầu trời, làm cho cả vùng trải lên một tầng ánh sáng tinh khiết như lụa mỏng. Ban đêm như vậy vốn là vô cùng thoải mái, tức cảnh sinh tình. Thế nhưng một màn trước mắt nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Nếu như là người bình thường, đêm khuya nhìn một màn này có khi bị dọa cho sợ vỡ mật. Mấy đạo nhân ảnh tay cầm đèn lồng rất nhanh tách ra đứng thành hai hàng. Hai bóng người ước chừng cách nhau mười mấy mét, trong tay cầm đèn lồng tỏa sáng, làm cho người ta một cảm giác âm trầm. Trần Thần có chút sợ hãi nhìn chằm chằm những thân ảnh kia. Tiểu Thất nhìn những thân ảnh này một chốc, sau đó bảo Trần Thần: đừng có nhìn. Nghe âm thanh của Tiểu Thất, Trần Thần quay đầu, ánh mắt còn thỉnh thoảng vẫn lén nhìn. Tiểu Thất ngẩng đầu gõ lên đầu Trần Thần: bảo ngươi đừng có nhìn, ngươi không muốn sống à? Trần Thần xoa đầu hỏi nhỏ: sư phụ, những thứ này là quỷ à? Tiểu Thất gật đầu nhẹ giọng: bọn họ là quỷ đó, chính xác là người dẫn đường Hoàng Tuyền. Người dẫn đường Hoàng Tuyền là gì sư phụ? Không bao lâu nữa là tiết trung nguyên, đến lúc đó quỷ môn quan mở ra, âm hồn tràn vào nhân gian du đãng, trong đó có một số con quỷ sẽ lưu luyến nhân gian. Người dẫn đường Hoàng Tuyền chính là người chỉ dẫn quỷ hồn xuống địa phủ. Quỷ vật nhìn thấy đèn lồng họ xách trong tay sẽ mất đi ý thức tự chủ, theo người dẫn đường đi xuống Hoàng Tuyền đó. Đây không phải là chưa tới tiết trung nguyên, bọn họ xuất hiện làm gì?
Trần Thần không hiểu, hỏi tiếp. Tiểu Thất lẩm bẩm một câu rồi nói: những chỗ này nhất định là có cô hồn dã quỷ, bọn họ chắc là tới đưa quỷ hồn vào quỷ môn quan. Ta nói với người, đèn lồng trong tay bọn họ là lồng đèn da người, bất quá ở bên trong đốt cái thứ mà chúng ta thấy không phải như lần trước, những thứ kia là xương người và lân phấn. Người Hoàng Tuyền cầm trong tay đèn lồng, bên trong đốt là thi du đó. Vậy tại sao chúng ta không được nhìn? Không phải là chúng ta không thể nhìn, mà là ngươi không thể nhìn. Đèn dẫn hồn có thể câu hồn phách của người, đạo hạnh còn thấp một chút, không chú ý một cái là hồn phách bị câu đi, ta cũng không dám xuống địa phủ mà tìm đâu. Tiểu Thất liếc mắt nhìn Trần Thần nhẹ giọng. Nghe được Tiểu Thất nói, Trần Thần rụt cổ, không dám nhìn nữa, rất sợ hồn phách bị câu đi. Yên lặng trong phút chốc, thấp giọng: sư phụ, bọn họ bao giờ thì rời đi? Bình thường nửa đêm, một khắc đồng hồ, nửa giờ tiết trung nguyên. Độ 5-6 phút sau, từ trong rừng không ít quỷ hồn bay ra, xếp thành một hàng. Trước mặt người dẫn đường Hoàng Tuyền xách đèn lồng, xoay người đi về phía trước, đón lấy. Người dẫn đường Hoàng Tuyền như vậy, ở đằng sau chốt đoàn, quỷ hồn bay ở giữa. Độ khoảng đi được 500 mét, hư ảnh lóe lên, trong phút chốc chính là biến mất không thấy gì cả. Tiểu Thất nhìn một cái, đứng dậy, nhẹ giọng: chúng ta cũng đi thôi, người dẫn đường Hoàng Tuyền đã đi rồi. Trần Thần lấy dũng khí lui về phía sau, phát hiện người dẫn đường Hoàng Tuyền đã đi, thở phào: sư phụ, người dẫn đường Hoàng Tuyền nếu như đã đến thành phố lớn, vậy không phải là sẽ câu hồn người khác chứ? Tiểu Thất tức giận trợn mắt: lâu như vậy, nói như thế mà còn không xoay chuyển được, giải thích: người dẫn đường Hoàng Tuyền cũng là quỷ, người bình thường không nhìn thấy, ngoại trừ những thứ dương khí yếu, mệnh hỏa không có khỏe mạnh, có thể nhìn thấy. Liền chỉ có ba người chúng ta, ở người trong huyền môn, bị câu hồn đi, chỉ có thể tự nhận là mình xui. Nói rõ, một khi tua lại đã xong thì chỉ có chờ đi đầu thai. À vâng, Đồ Nhi hiểu. Hiểu thì tốt, chú ý đường đi đó. Cách bọn Tiểu Thất chừng 10 dặm, một lão đạo sĩ tuổi tác độ khoảng 50 tuổi, trong tay cầm một cái chuông nhỏ, đi bước hai bước, cái chuông kêu lên một tiếng. Nếu như lúc bình thường khẳng định là người ta sẽ cảm thấy kỳ quái, nhưng nơi đây là hoang sơn dã lĩnh, làm người ta tê dại cả da đầu. Lão đạo sĩ ở đằng sau có hai bóng người, bọn họ xuôi tay, chân tay thẳng tắp, đang theo tiếng vang của cái chuông chỉnh tề nhảy một cái, trên mặt đất phát ra âm thanh trầm muộn. Lão đạo sĩ chính là Cản Thi Nhân mà bọn Tiểu Thất muốn tìm. Hắn đi theo hai bóng người mà không phải là người, mà là thi thể. Đầu thi thể ở trên đội nón lá, trên trán dán bùa vàng, không cách nào nhìn rõ mặt mũi. Bốn người Tiểu Thất tay cầm đèn pin, chậm rãi đi đường, bởi vì đối phó với cương thi bọn họ cũng vất vả. Từ Thiên Nam thị xa xôi chạy đến tận Tương Tây, hơn nữa còn muốn ở hoang sơn dã lĩnh, ai biết được có thể gặp nguy hiểm gì hay không. Tiểu Thất ca ca, chúng ta có thể tìm được Cản Thi Nhân sao? Tiểu Lục đưa tay nhỏ kéo áo Tiểu Thất. Tiểu Thất bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng: ta cũng không biết, bây giờ thế đạo như vậy, Cản Thi cái nghề gì thật sự là khó xử đó, cho nên Cản Thi Nhân cũng rất ít. Tiểu Lục mất hứng. Tiểu Thất sờ đầu Tiểu Lục an ủi mấy câu, sau đó nhìn dưới sắc cùng Trần Thần: hai người các người chú ý một chút, để xem có tiếng động gì không. Đi ước chừng nửa canh giờ, Tiểu Thất lấy ra ngũ hành kỳ, miệng niệm chú, bàn tay vung lên, ngũ hành kỳ tứ tán. Mấy phút sau, ở phía nam, lá cờ quay trở lại. Tiểu Thất đưa tay tiếp lấy, trong phút chốc, bốn lá cờ cũng lần lượt quay về. Phía nam có thi khí, chúng ta đi hướng nam. Dứt lời, Tiểu Thất tăng tốc độ. Chưa đầy 10 phút thì bốn người dừng lại, bởi vì trước mặt là vách đá, không có đường để đi. Tiểu Thất khó chịu lẩm bẩm một câu: đi thôi, lượn quanh đi xuống. Tiểu Thất lúc trước điều tra được thi khí là lão đạo sĩ đuổi thi thể. Một khi ở trên đường, lão đạo sĩ dừng bước, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn một chút. Phía trước mặt bay qua một lá cờ, lão cũng chỉ là chú ý. Lúc này, ở bên cạnh đường núi trong rừng truyền đến một trận âm thanh, nhất thời đem lão đạo sĩ kéo về thực tế. Lão cau mày, thần tình khẩn trương cao độ,
ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm phương hướng chuyển đến âm thanh kia. Đột nhiên từ đó truyền đến tiếng mèo kêu, làm cho lão đạo sĩ trong lòng vô cùng căng thẳng, quay lại nhìn hai cỗ thi thể. Mèo hoang ở trong núi, một khi mà quấy rối thi thể dễ dàng sinh ra thi biến, đến lúc đó cũng không phải là chuyện đùa giỡn. Thi biến là một thứ vô cùng đáng sợ mà dân gian Đông Nam Á vẫn hay gọi là quỷ nhập tràng. Lão đạo sĩ vội vàng lắc cái chuông nhỏ trong tay, bước nhanh hơn đi. Lão cần phải mau chóng rời khỏi con đường núi này, cách xa con mèo đen một chút. Ở một bên, bốn người tiểu thất vòng vo chừng mấy phút mới tìm được đường để đi xuống núi. Bốn người gấp rút, rất nhanh đi đường. Lúc này giới sắc hòa thượng dừng chân, thấp giọng: "Tiểu thất, có tiếng chuông đó." Nghe vậy tiểu thất dừng bước lắng nghe, quả nhiên là có âm thanh đinh đinh đang đang, hơn nữa còn có tiếng mèo kêu. Sau đó tiểu thất nhẹ giọng: "Xem ra vận khí chúng ta không tệ, hẳn là gặp phải cản thi nhân. Chuông này là nhiếp hồn chuông, mèo hoang quấy rối thi thể rất dễ dàng thi biến, chúng ta qua nhanh thôi." Ở trên đường núi, lão đạo sĩ cảnh giác nhìn vào trong rừng. Lão dọc theo đường núi cản thi đã mấy chục phút, nhưng tiếng mèo kêu không chỉ có yếu đi, ngược lại càng thêm vang dội. Xem ra con mèo hoang này muốn ăn thịt người, cho nên một mực vẫn đi theo lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ không sợ con mèo hoang, điều lão lo đó là mèo hoang quấy rối hai cỗ thi thể, dẫn đến thi biến, trở thành cương thi hoặc là yêu thi, đến lúc đó cũng không dễ mà thu dịu dọn cục diện. Sợ gặp phải điều gì đó, lão đạo sĩ bước chân dừng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm ở trong rừng cây. Một đôi mắt phát ra âm thanh lạnh lẽo, ánh sáng vô cùng kinh dị. Con mèo hoang bước ra, lão đạo sĩ cả kinh, là một con mèo hoang rất to, sợ là sắp thành tinh. Con mèo hoang trước mắt dài hơn một thước, dưới ánh trăng mà nhìn như là một con hổ vậy. Con mèo hoang gào lên một tiếng, hướng lão đạo sĩ chạy như bay, tốc độ nhanh làm cho người ta tức đến lộn cả ruột. Chương 252: Thi biến. Ánh mắt của lão đạo sĩ đông lại, rút kiếm gỗ đào từ trên người, nhìn chằm chằm con mèo hoang. Trong khoảnh khắc, con mèo hoang chạy nhanh tới bên cạnh lão đạo sĩ, cái móng nhọn hướng cổ lão đạo sĩ túm lấy. Lão đạo sĩ nhạy bén né tránh cái móng của con mèo, kiếm gỗ đào hướng lên đâm tới. Con mèo tựa hồ đói bụng đến không có tránh kiếm gỗ đào, bị đâm rồi ngã xuống đất kêu lên đau đớn. Nghiệt xúc! Lão đạo sĩ kẹp ra một tờ linh phù dán lên thân kiếm gỗ đào, chỉ thẳng con mèo hoang mà quát lên. Con mèo hoang nhảy cỡn lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão đạo sĩ. Sau đó đột nhiên nó bổ nhào tới. Lão đạo sĩ thân thủ không kém, bước chân khẽ rời một cước đá lên em của con mèo, nhất thời đem con mèo hoang đá ra ngoài. Con mèo hoang rơi xuống đất bắn ngược lại, một lần nữa đánh đến chớp nhoáng. Lão đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, kiếm gỗ đào bổ xuống. Ở một bên, bốn người tiểu thất chạy ở trong rừng. Loại hoang sơn dã lĩnh này xuất hiện tiếng mèo kêu không phải là cái thứ chuyện gì tốt. Đều là một số con mèo hoang, cái đầu còn to hơn một số con hổ luôn. Tiểu thất lúc còn ở Trung Nam Sơn đã thấy qua một con mèo hoang, quả thực là y như một con hổ. Sau khi con mèo hoang quấy rối thi thể, tiểu thất cũng không biết cản thi có thể đối phó được hay không, chứ nếu như mà xảy ra chuyện, sợ là có người bỏ mạng. Tiểu Lục, người có thể chạy đến hỗ trợ không? Tiểu thất quay lại nhìn Tiểu Lục. Nghe được Tiểu thất nói, Tiểu Lục nhẹ giọng: "Ca ca, ta không biết cản thi nhân, cũng không quen biết hắn, ta có thể đi qua sẽ giúp qua loa thôi." "Người đi đuổi con mèo hoang là được rồi." Tiểu Lục gật đầu, thân hình rất nhanh lóe lên, biến mất không thấy gì cả. Lại nói một bên khác, kiếm gỗ đào của lão đạo sĩ tàn nhẫn đâm vào thân thể con mèo. Con mèo dựa ngã xuống đất, điên cuồng lăn lộn. Lão đạo sĩ kẹp ra hai đạo linh phù, vội vàng dán lên hai cỗ thi thể. Lúc này, tiếng kéo dài, hỗn loạn kêu lên. Lão đạo sĩ nghiêng đầu là vô cùng khiếp sợ. Từ trong rừng cây đi ra 4-5 con mèo hoang, cái đầu so với con hổ còn to hơn,
con mèo hoang trên đất đang nằm, chỉ là tới đánh trận đầu thử xem đạo hạnh của lão đạo sĩ. Năm con mèo hoang chạy như điên thẳng tới bên lão đạo sĩ, móng nhọn từ bốn phương tám hướng bổ tới. Lão đạo sĩ vội vàng khua kiếm ngăn trở mèo hoang, nhưng ngực và tay vẫn bị cào, máu tươi nhỏ tong tong. Mùi máu tanh làm cho bọn mèo càng điên cuồng, không muốn sống bổ nhào lên. Lão đạo sĩ gắt gao chống cự, che chở hai cỗ thi thể đằng sau lưng. Nhưng đúng lúc này, con mèo hoang trên đất bỗng nhảy cỡn lên, chạy thẳng tới thi thể phía sau. Lão đạo sĩ hoảng hốt, muốn ngăn trở thì không có kịp. Mèo hoang đụng ngã thi thể, cắn một cái lên cổ họng của thi thể, đem linh phủ dán ở trên trán thi thể rụng xuống. Lão đạo sĩ giận dữ, kiếm gỗ đào tỏa ra kiếm hoa, đem hai con mèo đang đánh bay ra ngoài. Nhưng ba con mèo hoang khác đã nhào tới. Lão đạo sĩ trên tay máu thịt đều đã miễn cưỡng mất đi một mảnh. Chưa đầy một phút, hai cỗ thi thể đột ngột mở mắt, thân thể bắn ra, móng tay thật dài đã ca dài đến 5-6 cm. Nguyên bản thi thể đứng đó bị mèo hoang kẹp chặt cổ vẫn bị bắn ra được, nhưng mèo hoang là không chút nào buông tha, một lần nữa lại nhào tới. Còn chưa chờ con mèo hoang đụng ngã thi thể bắt lại mèo hoang, cái miệng tàn nhẫn cắn trên người mèo hoang, điên cuồng hút lại máu tươi. Trong phút chốc, con mèo hoang thân thể khổng lồ liền khô đét, ngay sau đó bị ném xuống đất. Lão đạo sĩ thời điểm tránh né công kích của con mèo, ngẩng đầu nhìn, hai cỗ thi thể trong miệng đều là huyết mao. Giờ phút này đối diện, lão mà cười cười. Hắn cảm thấy tê dại cả da đầu. Năm con mèo hoang đói bụng nhìn hai cỗ thi thể không sợ chết nhào tới. Lão đạo sĩ không có lựa chọn chạy trốn, kẹp ra linh phù dán lên thân kiếm gỗ đào. Sau đó cắn ngón tay bôi lên trên. Lão đạo sĩ bước lên theo một nhịp bước kỳ diệu, trong nháy mắt đã tới trước mặt thi thể, một cước đá văng con mèo hoang. Ngay sau đó liền kẹp ra một đạo linh phù muốn dán lên trên trán của thi thể. Thế nhưng bộ thi thể kia thoáng cái đưa tay ra túm lại cánh tay của lão đạo sĩ. Âm thanh trầm trầm từ trong miệng của hắn truyền ra: "Người muốn làm gì?" Nghe vậy, lão đạo sĩ trong lòng không gì sánh được kinh hãi. Yêu thi, thi thể có thể bị mèo hoang quấy rối biến thành yêu thi cực kỳ lợi hại như vậy, hơn nữa lại còn thành tinh mà vẫn biết nó nói chuyện. Thi thể như cầm lấy cánh tay của lão đạo sĩ cũng bất động. Năm con mèo chưa đầy 2 phút toàn bộ bị nữ thi thể hút sạch máu tươi, thi thể khô đét nằm ở trên đường. Nàng nhìn lão đạo sĩ yêu dị cười một tiếng: "Đạo trưởng, ngươi cũng thật là tốt bụng, muốn hộ tống chúng ta trở lại. Chúng ta không muốn giết ngươi, chúng ta là chỉ muốn báo thù." Lão đạo sĩ tránh thoát khỏi tay của nam thi thể, lui về phía sau 2 bước, nhìn hai cỗ yêu thi: "Người chết như đèn tắt, các người là người đã chết, cát bụi phải trở về với cát bụi, đất phải về với đất." "Giết vợ chồng chúng ta, hai người hung thủ không chết, thì chúng ta làm sao nguyện ý về với cát bụi đây?" Nữ yêu kỳ dị cười một tiếng, sắc mặt của lão đạo sĩ lạnh lẽo. Hắn biết rõ hai cỗ yêu thi này tự hồ đã có thành tựu, đặc biệt là nữ thi, một khi để bọn họ chạy trốn nhất định sẽ gieo họa cho người khác. Hắn lưu đạo tử này sẽ không bao giờ làm như vậy. Lão đạo sĩ kẹp ra 2 đạo chấn thi phù, nhìn chằm chằm yêu thi. Nữ thi vừa nhìn cười yêu dị: "Xem ra đạo trưởng không muốn để cho vợ chồng chúng ta đi báo thù." "Không sai, ta sẽ không cho các người đi đâu, làm hại nhân gian." Hai cỗ thi thể mắt nhìn nhau hướng lão đạo sĩ vọt tới. Trong lòng của Lưu đạo trưởng căng thẳng, đối phó với một con yêu thi đã là quá sức, huống chi lại là 2 con. Kiếm gỗ đào múa lên cùng với hai cỗ yêu thi đại chiến. Yêu thi vừa mới tỉnh lại, lực lượng còn không phải là quá mạnh, cần phải mau chóng thu thập. Tiểu Lục
rời khỏi ba người tiểu thất, một đường chạy như điên, rốt cục đến đường mòn, hơi phân biệt phương hướng, chạy dọc theo xuống núi. Tiếng mèo kêu đột nhiên biến mất. Xem ra là bọn tiểu thất cũng không phải là chuyện gì tốt, hoặc là cảm thấy thi nhân xảy ra vấn đề, hoặc là mèo hoang quấy rối thi thể tạo thành thi biến, trực tiếp giết chết nó. Còn có một loại có thể là cản thi nhân giết được mèo hoang, thế nhưng tiểu thất cảm thấy không có khả năng. Lúc trước con mèo hoang kêu tạp mà loạn thì phải có đến 5-6 con mèo hoang khác. Con mèo cực kỳ hung ác, nếu như tiểu lục không ở bên cạnh ba người, bọn tiểu thất đối phó cũng quá sức. Lưu Tử Đạo bị yêu thi ép, chật vật lôi về đằng sau, trong lòng kêu khổ. Nam thi quỷ dị cười một tiếng, túm lại kiếm gỗ đào, nhất thời toát ra một cỗ khói trắng. Thế nhưng nam thi căn bản là không có quan tâm. Lúc này nữ thi móng tay trực tiếp cắm vào hai cánh tay của Lưu Đạo Tử. Gương mặt của lão vặn vẹo, cắn chặt hàm răng. Kiếm gỗ đào trên tay buông lỏng, một cánh tay của nữ thi mở ra, sau đó một cước đá vào trên người của nữ thi. Lưu Tử Đạo lùi ra mấy bước. Lão nhìn hai cánh tay mạo hiểm hắc khí, móng tay lay động, lấy ra một chút gạo nếp nhấn ở trên. Nhất thời hắc khí tỏa ra, đau đến nhe răng trợn mắt. Hai con yêu thi không cho hắn một cơ hội nào cả, rất nhanh đã nhào tới. Kiếm gỗ đào rời tay, hơn nữa người chúng thi độc, bây giờ là thời khắc vô cùng nguy cơ. Nữ thi thầm cười một tiếng. Thời điểm nam thi bắt Lưu Tử Đạo, ngoác miệng ra hướng về phía cổ của Lưu Tử Đạo muốn cắn. Lúc này một đạo bóng xanh thật nhỏ từ đường tránh chớp nhoáng. Lưu Tử Đạo chỉ cảm thấy lục quang lóe lên, hai con yêu thi bị đánh bay rớt ra ngoài. Chương 253: Hàng yêu thi. Lưu Tử Đạo nhìn tiểu thất, hít sâu một hơi. Tiểu cô nương, ngươi là người nào? Tiểu lục không quay đầu lại. Cứu người đó. Hai yêu thi nhìn tiểu thất, khóe miệng âm trầm cười lạnh. Tiểu nha đầu, ngươi là ai? Là người đến để thu thập các ngươi. Lời vừa dứt, thân hình của tiểu lục lóe lên, tay nhỏ túm tới hai cỗ yêu thi. Hai cỗ yêu thi sắc mặt cả kinh, vội vàng ngăn cản nhưng không kịp. Bàn tay nhỏ của tiểu lục trực tiếp túm lên ngực áo, ngay sau đó tản nhẫn đập mạnh chúng xuống. Nhìn bàn tay nhỏ, nữ yêu thi cái miệng muốn cắn. Tiểu lục quát khẽ. Lại còn muốn cắn ta sao? Tiểu lục một cước đá lên đầu của yêu thi, trực tiếp đem yêu thi này đá văng ra ngoài. Phía sau ổn định thương thế của Lưu Tử Đạo, nhìn tiểu lục lúc bình thường thu thập cũng không nhiều, vậy mà ăn thịt hai cô yêu thi trên mặt đất, vô cùng khiếp sợ. Nơi hoàng sơn dã lĩnh đột nhiên chạy đến một tiểu nha đầu lợi hại như vậy, thật sự là quỷ dị. Nữ yêu thì chịu. Tiểu thất nhìn sang, tiểu lục một cước đều đá văng cả đầu. Nam yêu thì bắt lại tay của tiểu lục muốn cắn, tay của tiểu lục nắm chặt, tàn nhẫn nện ở trên đầu của nam yêu thi, bình bịch những tiếng vang. Tiểu cô nương, nhanh ngăn nữ thi lại, nàng sẽ chạy trốn. Tiểu lục cảm thấy mình vô cùng cao hứng. Sau lưng của Lưu Tử Đạo vẫn cứ gào thét. Tiểu lục ngẩng đầu nhìn, nữ yêu thi ngoẹo đầu hướng dưới núi mà bỏ chạy. Còn chưa chờ yêu thi chạy xa quá 10 mét, một thanh kiếm sắc đột ngột từ trong rừng nổ bắn ra, chạy thẳng tới chỗ yêu thi. Nữ yêu thi kinh hãi vội vàng né tránh, lợi kiếm tàn nhẫn cắm xuống đất. Nghiệt xúc, muốn chạy sao? Âm thanh chói tai từ trong rừng truyền ra. Lưu Tử Đạo nhìn rừng cây chằm chằm. Trong phút chốc, ba người đi nhanh ra chính là bọn tiểu thất. A Di Đà Phật. Dưới sắc hòa thượng nói một câu, kéo thánh y cà sa chùm lấy về hướng nữ yêu. Nữ yêu âm trầm gầm lên một tiếng, móng nhọn đối với thánh y cà sa bắt đầu đánh xuống. Dưới sắc hòa thượng thân hình loắt một cái, kình thiên thiền trượng không chút lưu tình đập mạnh. Nữ yêu thi trong lòng khổ sở, nàng cảm giác móng tay của nàng đủ sắc bén, nhưng chộp vào bên trên thánh y cà sa nó giống như là chộp vào miếng sắt vậy.
Thời điểm nàng đang khổ sở, kinh thiên thiền trượng đã đập ở bên người nàng, trực tiếp đập cho chìm xuống một nửa. Tiểu thất đi tới, rút ra long tuyển kiếm, để cho giới sắc hòa thượng kéo cánh y thánh y cà sa. Vừa nhìn thấy là nữ yêu thi hai chân đã gãy, trực tiếp quỳ rụp xuống đất. Một cánh tay lung lay, vẫy vẫy, đã chặt khớp, kẹp ra một đạo linh phù, dán lên trán của nữ yêu. Hắn nhất thời dừng động tác. Tiểu Lục, đừng có quậy phá. Tiểu thất hướng về Tiểu Lục, vẫn đang đánh nhau với nam yêu thi. Tiểu Lục dừng lại, Lưu Tử Đạo đi tới, dán một chương trấn thi phù. Lưu Tử Đạo đem nam yêu thi rời lên, sau đó đem hai chân đứt rời của yêu thi gánh lên, lấy ra một sợi dây, đem nữ yêu thi cột lên trên người của nam yêu thi. Hết thảy sau khi chuẩn bị xong, nhìn Tiểu Thất, đà tạ ơn cứu mạng. Tiểu Lục không quan tâm giơ tay nhỏ. Tiểu Thất đi tới trước nhẹ giọng, đạo trưởng là Càn Thi Nhân. Không sai. Lưu Tử Đạo gật đầu, mấy vị là... Nghe vậy Tiểu Thất cười một tiếng, chúng ta đi được đường đêm là vì tìm Càn Thi Nhân đó. Lưu Tử Đạo kinh ngạc, các người tìm Càn Thi Nhân để làm gì? Tiểu Thất đem sự tình nói lại cho Lưu Tử Đạo. Nhưng sự tình cương thi vây thành sẽ không nói. Sau đó nói rồi chính mình phải đối phó với cương thi lợi hại, cần phải mượn Khương gia đả thần tiên. Nghe xong Tiểu Thất nói, Lưu Tử Đạo nhẹ giọng, Khương gia khoảng cách nơi đây còn cách một đoạn, chờ ta đưa thi thể về thì có thể sẽ đưa các người đi. Được rồi, đa tạ đạo trưởng. Đừng khách khí, phải nói tạ ơn là ta đó. Tiểu Thất khẽ mỉm cười, đạo trưởng, chúng ta vừa đi vừa nói. Lưu Tử Đạo lấy ra nhiếp hồn linh, đung đưa. Nam thi bởi vì cõng nữ thi, tốc độ chậm hơn rất nhiều. Tiểu Thất nhìn hai cỗ thi thể, đạo trưởng, hai cỗ thi thể này là xảy ra chuyện gì? Nghe câu hỏi của Tiểu Thất, Lưu Tử Đạo than khẽ một tiếng. Hai cỗ thi thể này vốn là vợ chồng, ra ngoài làm ăn, ai ngờ bị người ta giết chết ở trong phòng thuê. Người có biết không, khu vực tương tây này đối với thi thể đều cực kỳ coi trọng, sau khi người chết nhất định phải đưa về nhà. Hai người cha mẹ của bọn họ sau khi biết được tin tức liền thuê lão đưa bọn họ về, nhưng ai ngờ ở đây lại gặp phải mèo hoang đói bụng. Một hai con mèo thì lão không có sợ, có thể lại lên đến 6 con lão không đối phó nổi. Trong một khắc cuối cùng kia, mèo hoang quấy rối được thi thể, biến thành yêu thi. Ta nghĩ rằng thủ nhân chưa chết, bọn họ sau khi thi biến muốn đi báo thù đó. Nghe vậy Tiểu Thất nhẹ giọng, Tiểu đạo hữu nói không sai, bọn họ đích thực là muốn đi báo thù. Bất quá người chết như đèn tắt, phải về với cát bụi thôi. Hai người bọn họ báo thù như vậy, làm hại người cũng là tạo nghiệp cho bọn họ. Lưu Tử Đạo than thở, đạo trưởng đừng tự trách, tặc nhân tổng hội sẽ nhận được báo ứng. Tiểu Thất nhẹ giọng nói một câu, ngay sau đó hỏi, đạo trưởng còn bao lâu nữa mới đến được nghĩa trang? Không xa, đi qua ngọn núi này phòng chừng ở một dặm. Đi chừng một giờ, đoàn người rốt cuộc đi qua núi. Lúc này phương đông đã ửng ửng trời, qua không bao lâu ngày sẽ sáng. Sau khi xuống núi, đường đi dễ hơn rất nhiều. Một dặm chặng đường đi tới chưa đầy 10 phút, một cái thôn trang xuất hiện trong mắt. Đi vào sâu trong thôn, đã có người ngủ dậy. Thấy bọn Tiểu Thất lại không có kỳ quái. Chung quy cản thi ở tương tây không phải là chuyện gì ly kỳ, ai cũng biết. Mấy phút sau, Lưu Tử Đạo cản thi mang theo 4 người Tiểu Thất đi đến một căn nhà gỗ. Bên trên treo một tấm bảng, viết là nhà xác, cũng là nghĩa trang. Không nghĩ tới bây giờ nghĩa trang đều theo trào lưu đổi tên thành nhà xác. Nghĩa trang là sản vật của xã hội cổ đại, là trong một đại dân tộc có nghèo có giàu, giàu có thì xuất ra tiền để làm nghĩa trang. Bên trong nghĩa trang bao gồm trường học, công điền, từ đường và một số thiết bị. Ở trong lịch sử văn hiến sớm nhất có ghi lại cái nghĩa trang đầu tiên chính là ở trong Tô Thành của Bắc Tống. Dựa theo thay đổi kết cấu của xã hội, nội dung nghĩa trang dần dần co lại, tiếp cận với hiện đại, tựa hồ chỉ lấy từ đường làm chủ. Mà ở những nơi khác được gọi là nghĩa trang lại có nhiều công dụng đặc biệt, ví dụ như là gửi quan cữu,
cho nên có thể nói một cách đơn giản, nghĩa trang là nơi cất giữ quan tài. Đương nhiên quan tài không phải là không, ở trong quan tài đều có thi thể, phần lớn đều là nhất thời chưa tìm được nơi an táng tốt nhất. Hoặc là có thể một số người chết ở nơi đất khách quê người, người nhà chuẩn bị trở về đi an táng, hoặc là nghèo không thể khâm niệm, không thể làm gì khác hơn là gửi ở bên trong nghĩa trang, cũng chỉ bây giờ là nhà xác. Đương nhiên, ở cái niên đại này, thi thể cơ bản đều là hỏa táng, muốn dùng công cụ giao thông đem thi thể trở về thì cũng không quá thực tế. Nhưng ở Tương Tây, cùng với Miêu Cương, đối với thi thể cực kỳ coi trọng, sau khi chết nhất định là phải an táng, cho nên mới có những cản thi nhân. Lưu Tử Đạo đi trước gõ cửa một cái, phút chốc một vị lão nhân mở cửa hướng về phía Lưu Tử Đạo gật đầu. Lưu Tử Đạo lắc lắc nhiếp hồn linh, đuổi thi thể vào trong nghĩa trang. Bốn người tiểu thất cũng đi theo vào bên trong. Ở bên ngoài là nơi người ở, cất giữ thi thể là ở trong sân, sâu bên trong đắp chừng mấy cái khối vải đen, cho dù trời sáng cũng có vẻ u tối. Lưu Tử Đạo mở ra hai cái quan tài không, đặt thi thể vào. Ngay sau đó dán mấy tờ linh phù lên quan tài, lấy ra họ đấu mực và hồng tuyến, bắn dọc theo quan tài một vòng. Vừa mới hoàn thành, lão nhân cầm đèn pin nhìn Lưu Tử Đạo. Ồ, chuyện gì xảy ra? Là thi biến phong. Lưu Tử Đạo gật đầu. Ở trên đường gặp phải mấy con mèo hoang quấy rối thi thể, thi thể thi biến trở thành yêu thi. Nếu như không phải có mấy vị này tương trợ, có khi ta đã tỏi ở đó rồi. Chương 245: Nửa đêm chó sủa. Nghe Lưu Tử Đạo nói, lão nhân kinh ngạc ồ lên một tiếng. Ở các vị cũng là người của huyền môn? Tiểu thất cười chắp tay. Ta là Mao Sơn đệ tử, tới Tương Tây có chuyện quan trọng, trùng hợp đụng phải Lưu đạo trưởng đó. Nghe tiểu thất nói, Lưu Tử Đạo cùng với lão nhân hành lễ. À, tiểu huynh đệ là đệ tử Mao Sơn à, thật là thất kính. Tiểu thất cười khẽ, không biết lão nhân gia tên là gì. Nghe vậy, Lưu Tử Đạo giới thiệu. À, ông tên là Vương Trung Đình, mấy năm trước ta đi qua Tương Tây, trùng hợp đụng phải ông cản thi, thi thể cũng phát sinh ra thi biến, thi thể bỏ chạy, hắn bị trọng thương, may là thi thể không quá lợi hại, cuối cùng bị ta chém giết. Mà lão mặc dù cứu được, nhưng thân thể không tiếp tục được cản thi được nữa, liền ở đây trông nom nghĩa trang, ta thành nghề cản thi. Nghe lời này, tiểu thất nhìn Lưu Tử Đạo. Đạo trưởng của chúng thi độc, tuy nói đã dùng gạo nếp khu trừ thi độc, nhưng để vòng ngừa phạm nhất, tối nay nên nghỉ ngơi ở đây, chúng ta cũng không vội lên đường. À, cảm ơn tiểu đạo hữu thông cảm cho. Lưu Tử Đạo hành lễ cười. Không sao. Tiểu thất phất tay, sau đó hỏi nhỏ. Đạo trưởng, lúc cản thi đi qua thôn phải dùng chiêng đồng mở đường, tại sao không thấy người làm như vậy? Đạo hữu có chỗ không biết, ở thôn này gọi là cản thi thôn, đặc biệt để là nơi để cho cản thi nhân sử dụng để nghỉ ngơi. Ngoại trừ đầu thôn và cuối thôn có hai con chó mực lớn, ở trong thôn không có động vật khác, toàn bộ nuôi dưỡng ở trong sân ở bên ngoài thôn. Mà người trong đó đối với Viên Trung Đình cực kỳ tin phục, hắn nói chuyện là tất cả mọi người đều tin. Lưu đạo trưởng cẩn thận giải thích với tiểu thất. À, thì ra là như vậy. Lão Viên, à, ông giúp bốn vị tiểu hữu thu thập phòng, ta đi xử lý vết thương một chút. Nói xong, Lưu Tử Đạo đi ra sân, leo lên thang lầu, chạy thẳng lên lầu 2. Viên Trung Đình giúp bốn người tiểu thất sắp xếp hai gian phòng. Tiểu thất, Trần Thần và Giới Sắc ba người ở một gian, Tiểu Lục một mình ở một gian. Căn phòng mặc dù nhỏ nhưng trang phục cực kỳ tốt. Lúc ba người tiểu thất nhìn căn phòng, mặt rất đắc ý. Bốn người nghỉ ngơi nửa ngày. Vào buổi trưa, Viên Trung Đình đi lên gọi bốn người tiểu thất xuống ăn cơm. Sau khi ăn cơm trưa xong, dẫn bọn tiểu thất đi bốn phía ở quanh thôn xem một phen. Nơi này mặc dù vị trí hẻo lánh nhưng cảnh sắc rất ưu mỹ. Trở lại nghĩa trang, tiểu thất trong lúc vô tình đi đến một phòng ốc. Ngôi nhà nhìn về phía bắc, ngoại trừ cửa chính đến cửa sổ cũng không có. Làm như vậy là để phòng ngừa mặt trời chiếu vào. Ngôi nhà lộ ra vẻ u ám ẩm thấp,
không có thông thủy, mang theo một cỗ xác thối nhàn nhạt, bước vào liền cảm giác lạnh ghê cả người. Ngay khi mấy người muốn tiến sâu hơn một bước, Viên Trung Đình chạy tới đem bốn người tiểu thất kêu lại, sau đó có chút lo âu liếc mắt nhìn quan tài, đóng cửa lại. Nhìn bộ dáng của Viên Trung Đình, bốn người tiểu thất có chút không nhìn ra được manh mối. Ở nghĩa trang để quan tài là chuyện bình thường, nhưng vì sao Viên Trung Đình lại khẩn trương như vậy? Viên Trung Đình đi tới phòng khách giúp mấy người tiểu thất rót trà, sau đó hỏi: Tiểu đạo hữu, có phải là các người ở phòng đối diện để quan tài là hết sức tò mò? Lời này vừa nói, bọn tiểu thất ngược lại có vẻ lúng túng. Viên Trung Đình than nhẹ một tiếng nói tiếp: Ở quan tài để đây đã mấy chục năm, thật ra thì ta cũng không hiểu trong cái quan tài đó rốt cuộc có gì. Nhưng ta tới trong trường nghĩa trang, người trước đã từng nói với ta cái quan tài này không thể tùy ý động vào, chờ hắn quay về sẽ xử lý. Nghe lời này, tiểu thất nhíu mày. Trong quan tài hẳn là thi thể, lúc trước chúng ta ngửi được mùi xác thối, nhưng tại sao không xử lý xong cỗ thi thể này mà lại gửi ở nghĩa trang, hơn nữa lại để đây mấy chục năm? Ta cũng không biết. Tiểu đạo hữu, các người thật sự là hiếu kỳ, nhưng ngàn vạn lần đừng có mở ra quan tài. Chúng ta biết rồi. Trời chạng vạng tối, bốn người tiểu thất đã lên lầu nghỉ ngơi. Dưới ánh đèn ảm đạm, giới sắc hòa thượng ngẩn người nhìn tiểu thất. Tiểu thất, người có phải đối với cái quan tài màu đen ở dưới tò mò? Nghe vậy, tiểu thất không có giấu giếm, gật đầu một cái. Cái quan tài kia so với quan tài bình thường to hơn mấy lần, cho dù đặt vào hai cỗ thi thể cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, đã để đây vài chục năm, ta cảm thấy quan tài không tầm thường. Giới sắc hòa thượng gãi đầu. Ở Viên Trung Đình khẳng định là không nói cho chúng ta thật sự đến cùng là hắn giấu giếm điều gì. Ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng mà người dưới mái hiên, chúng ta cũng chỉ có thể cúi đầu, không nên tò mò quá nhiều. Được rồi. Đêm khuya, thôn yên tĩnh, bóng đêm tối như mực, một vầng minh nguyệt treo ở trên cao, ánh trăng chiếu vào đại địa, mang theo một cảm giác vô cùng mông lung. Ở dưới lầu nơi đặt quan tài, có một đạo thân ảnh chính là Lưu Tử Đạo. Hắn đem quan tài mở ra nhìn một cái, sau đó đóng lại. Đây là quy củ của Cản Thi Nhân, mỗi một ban đêm phải kiểm tra những thi thể. Lưu Tử Đạo rời đi không lâu, để lại cái quan tài màu đen, truyền ra một ít tiếng động, là âm thanh mở ra nắp quan tài. Một cái móng tay thật dài từ trong quan tài thò ra ngoài, bàn tay lục lọi bốn phía. Trong lúc bất chợt, ở trên quan tài phát ra một tia hồng quang khiếp người, bàn tay xòe ra lập tức rụt lại. Một tiếng vang trầm thấp truyền ra. Lầu một, Viên Trung Đình đang nằm ngồi bật dậy, xách ngọn đèn dầu đi tới trong nhà. Lão cẩn thận từng ly từng tí mở cửa phòng, xách ngọn đèn dầu kiểm tra những quan tài. Thấy vết cào ở trong quan tài màu đen, sắc mặt ngưng trọng, hắn lão vội vàng xuất ra hai đạo linh phù dán vào hai đầu đuôi của quan tài. Ở trong phòng, trên một cái bàn, cầm lấy một cái đèn hoa sen thắp sáng đặt ở ngay phía trước quan tài. Đứng dậy, liếc mắt nhìn quan tài, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại. Ở trên lầu, bọn tiểu thất cũng nghe được âm thanh nhưng không có động tác. Nửa đêm, sự yên tĩnh đến đáng sợ, lúc này vang lên tiếng chó sủa. Tiếng chó sủa rất dữ dội, nghe mà sốt cả ruột. Lúc này mà chó còn sủa dữ như vậy, nhất định là không có chuyện gì tốt. Người bình thường cho dù là bị đánh thức cũng không dám đi ra ngoài, nhưng bọn tiểu thất thì khác. Lúc tiếng chó sủa vang lên, liền ngồi bật dậy, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ánh trăng thanh minh, có thể nhìn rõ đại khái. Ba người tiểu thất nhìn thấy, sau đó lại thấy hai con chó mực lùi lại về đằng sau, trong lòng đầy hoài nghi. Dáng vẻ con chó mực to lớn, tựa hồ như đang sủa cái gì đó. Tiếng chó sủa từ đầu thôn vẳng ra xa, vừa mới biến mất. Giới sắc hòa thượng nghi ngờ: Chuyện gì xảy ra? Không lẽ là có quỷ quái? Tiểu thất lắc đầu. Chó động tác rất khác thường, bộ dáng kia cho thấy nó đang đuổi theo cắn cái gì, nhưng bọn tiểu thất không có nhìn thấy,
cũng không cảm giác được kỳ bí. Tôi cũng không rõ, nhưng phản ứng của con chó mực rất không bình thường. Đầu thôn đến cuối thôn có 4 con chó mực đuổi theo. Ở dưới lầu, Viên Trung Đình cao mày ngồi ở trên giường. Tiểu Thất ở bên cạnh căn phòng của bọn họ. Lưu Tử Đạo cũng vậy, một bộ sầu mi khổ kiểm. Nếu như mà bọn Tiểu Thất nhìn thấy, nhất định sẽ đoán ra là có việc. Mấy người Tiểu Thất cao mày ngồi ở trên giường, phút chốc giới sắc nhẹ giọng: Tiểu Thất, chúng ta không biết là vấn đề gì, hay là thôi ngủ đi, ngày mai lên đường là được rồi. Tiểu Thất thấp giọng trả lời, ngay sau đó nằm xuống, hai mắt nhắm nghiền, nhưng không có nửa điểm buồn ngủ. Tiếng chó sủa vẫn cứ quanh quẩn ở bên tai của bọn họ, làm cho bọn họ không có yên lòng, chậm chạp không thể nào chìm vào giấc ngủ. Chung quy là tiếng chó sủa này nó quá mức kỳ lạ. Chương 255: Từ đường cũ. Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, ở trong thôn vang lên tiếng nói chuyện ồn ào. Mấy người Tiểu Thất ngồi dậy lắng nghe, mơ hồ nghe thấy thôn dân đang nói từ đường cũ, ở trong thôn đã xảy ra chuyện. Tiểu Thất và Giới Sắc nhìn nhau, vội vàng mặc lại quần áo đi xuống lầu. Nhìn thấy Lưu Tử Đạo và Viên Trung Đình đang kiểm tra quan tài, Viên Trung Đình ngẩng đầu nhìn bọn họ nhẹ giọng: Tiểu Đạo hữu, ở điểm tâm để trên bàn các người ăn đi. Hai người Tiểu Thất liếc mắt đi tới bên phòng khách ngồi xuống. Trên bàn có một xoong cháo lớn, một đĩa dưa muối, 7-8 cái bánh bao to. Ba người ngồi xuống chậm rãi ăn điểm tâm. Lúc này Lưu Tử Đạo và Viên Trung Đình mới tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Tiểu Thất nhìn Viên Trung Đình hỏi nhỏ: Viên đạo hữu, ở trong thôn có phải xảy ra chuyện gì? Viên Trung Đình hơi nghi hoặc nhìn Tiểu Thất: À, Tiểu đạo hữu vì sao lại hỏi như vậy? Nghe các thôn dân thảo luận nói cái gì từ đường cũ cùng với thôn lân cận, bất quá nhìn dáng vẻ của các người hẳn là không có gì lớn. Tiểu Thất nói xong lời này, Viên Trung Đình và Lưu Tử Đạo đứng dậy vọt vào trong phòng, lập tức lấy đồ chạy ra nghĩa trang. Thấy vậy, Tiểu Thất nhíu mày: Hòa thượng, chúng ta cũng đi. Ra bên ngoài, hai người Viên Trung Đình nói gì với mấy ông lão, ba người Tiểu Thất chạy tới. Ông lão nhìn liếc mắt, trong mắt nghi hoặc một chút. Lưu Tử Đạo nhẹ giọng: À, thôn trưởng, mấy người này cũng là người tu đạo giống như ta. Lão nhân này chính là thôn trưởng, tên là Đầu Tam Nguyên. Ba vị lão nhân khác chính là bối phận cao ở trong thôn. Lưu Tử Đạo nhìn Đầu Tam Nguyên: À, thôn trưởng, à, phòng từ đường cũ đã xảy ra chuyện gì? Đầu Tam Nguyên thở dài một tiếng: Các ngươi tới xem một chút là biết. Dứt lời, dưới sự nâng đỡ của hai người trẻ tuổi, từ từ đi đến cuối thôn. Lưu Tử Đạo và Viên Trung Đình vội vàng đi theo. Ước chừng 3 phút, mọi người đến cách thôn từng chừng 300 mét. Ở đây có một gian từ đường cũ nát. Ở cửa từ đường có 4 con chó mực nằm, thân thể khô đét. Lưu Tử Đạo vội vàng đi lên, đưa tay đùa bỡn con chó mực, liền nói: Đã chết rồi. 4 con chó mực đều chết, lại chết ở từ đường cũ. Lão thôn trưởng run rẩy. Lưu Tử Đạo kiểm tra thi thể của mấy con chó. Ở nơi này nhìn thấy hai cái lỗ nhỏ đã biến thành màu đen ở cổ con chó. Trong phút chốc, Lưu Tử Đạo đứng dậy, nhìn Viên Trung Đình: Lão Viên, 4 con chó mực toàn bộ bị hút cạn máu rồi. Một trận khí lạnh vang lên, một đám thôn dân đều hoảng sợ. 4 con chó mực đều toàn bộ là do Viên Trung Đình tìm đến. Chó mực, dương khí ở trong máu rất nồng đậm mà lại còn bị hút sạch máu tươi. Bình thường là cương thi cũng không thể làm được. Tiểu Thất nhìn từ đường cũ, cửa đóng thật chặt, đã cũ nát, hẳn là rất lâu không có qua quét dọn. 4 con chó mực có liệu có cử động khác thường hay không? Nghe được câu hỏi, các thôn dân đều gật đầu. Tối ngày hôm qua, 4 con chó mực sủa rất dữ, tự hồ như đang cắn một ai đó. Hay một mực chạy từ đầu thôn đến cuối thôn, sau đó không bao lâu âm thanh cũng không còn nữa. Nghe vậy, Lưu Tử Đạo cúi đầu trầm ngâm, ánh mắt nhìn vào trên ba người Tiểu Thất. Tiểu đạo hữu, các người có phát hiện ra được điều gì không? Tiểu Thất nhẹ giọng: Tối ngày hôm qua chúng ta xác thực là nhìn thấy con chó mực, tựa hồ như đang đuổi theo một vật gì, cũng không cảm nhận được quỷ khí.
hoặc là thi khí. Nghe xong Tiểu Thất nói, Lưu Tử Đạo nhíu mày lại thật chặt, phút chốc nhìn lão trưởng thôn. Trưởng thôn, các người nói thôn lân cận đã xảy ra chuyện gì vậy? Thôn lân cận, một nhà năm miệng ăn toàn bộ chết. Sáng sớm nay mới được người ta phát hiện, ở trên cổ thi thể có hai cái lỗ răng. Lão thôn trưởng bi thương nói, xem ra là cương thi rồi. Lưu Tử Đạo khẽ thì thầm, lại nói, lão thôn trưởng, tôi nghĩ rằng mở từ đường kiểm tra xem liệu có phải thứ ở bên trong đi ra. Cái gì lên tới cũng tới. Nói xong, lão thôn trưởng xoay người. Lưu Tử Đạo nhìn ba người Tiểu Thất. Tiểu Đạo hữu, tối nay phải làm phiền các người giàu. Không sao đâu. Tiểu Thất phất tay. Lưu Đạo hữu, phòng cũ từ đường này đến cục tột cùng là chuyện gì? Quay về nghĩa trang rồi nói. Mọi người quay về nghĩa trang, nhìn thấy Tiểu Lục đang ngồi ở trên bàn, đang rất cật lực ăn. Toàn bộ bánh bao đều bị nàng ăn sạch. Mấy người Tiểu Thất về ăn bánh bao, nàng ngẩng lên hỏi, ca ca, các người đi đâu vậy? Không có đi đâu, người ăn cơm đi. Tiểu Lục ồ một tiếng, cúi đầu húp cháo. Mấy người ngồi xuống. Lưu Tử Đạo nhìn Tiểu Thất, bắt đầu nói về câu chuyện từ đường cũ. 40 năm trước, Hoa Hạ trải qua 10 năm hắc ám. Khu vực thôn Cản Thi này mặc dù địa thế hẻo lánh, nhưng phong kiến mê tín rất lợi hại. Bởi vì phá phong kiến mê tín, hương lý ở trong trấn, thậm chí trên huyện đều có cử người đến đem những người tu đạo bắt sạch. Từ đường cũ không phải là từ đó mới xây, mà là đã ở đây mấy trăm năm. Cho nên nghĩa vụ của Cản Thi thôn là phải bảo vệ từ đường cũ, nhưng tự thân bọn họ còn không có giữ được, e rằng cũng khó bảo toàn. Làm sao còn có khí lực đi bảo vệ từ đường cũ, một cái từ đường dập nát. Những người đó đào ba thước đất, từ dưới đất moi ra năm cái quan tài, ở trên quan tài vẽ ra phù chú. Thôn dân hết sức ngăn trở, nhưng cuối cùng không ngăn được. Năm cái quan tài hoàn toàn bị mở ra. Ở trong quan tài có năm cỗ thi thể, bốn cỗ thi thể trưởng thành, một con nít. Trên trán thi thể toàn bộ đều dán linh phù. Những người kia không tin vào tà ma, tháo linh phù ra. Linh phù vừa rơi xuống, năm cái thi thể từ trong quan tài đứng phát dậy. Trong nháy mắt, phòng từ đường kêu lên những tiếng kêu thảm thiết. Một vị đạo sĩ đúng lúc đi ngang qua, nhìn thấy từ đường đầy thi thể, lại nhìn thấy năm cái thi thể đứng ở dưới mái hiên, biết rõ mình phải tiêu diệt những cương thi này thì không được, cuối cùng liều mạng mới đem cương thi hàng phục, để cho thôn dân đưa thi thể vào quan tài vùi sâu lại trong hố, để lại một lời nhắn là không đạt đến đạo hạnh thánh vị thì không được mở quan tài rồi đi. Nghe xong Lưu Tử Đạo kể lể, trong lòng Tiểu Thất rất lâu mới lắng xuống. Không đạt đến đạo hạnh thánh vị thì không thể nào bước ra khỏi quan tài. Hẳn là nói năm con cương thi này đã có cương thi đạt đến trình độ hạn bạc. Tiểu Thất nhìn thấy Tiểu Lục vẫn đang ăn cháo, cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần có Tiểu Lục này đại sát khí, hắn cũng không có vấn đề gì lớn. Có thể có linh phủ chấn áp cương thi, hẳn là không phải giống như Hậu Khanh mà là hấp thu âm khí mà thành. Chúng ta phải làm gì? Tiểu Thất nhìn Lưu Tử Đạo, vào kiểm tra một phen, nếu như bình yên vô sự thì lập tức ra ngoài là tốt rồi. Tiểu Thất gật đầu nhìn Tiểu Lục. Tiểu Lục, chúng ta đến từ đường, nếu như cương thi đi ra, người phải bảo vệ chúng ta đó. Yên tâm yên tâm. Hai người Lưu Tử Đạo hiếu kỳ liếc mắt nhìn Tiểu Lục. Ngày đó tình huống thu thập yêu thi vẫn còn đang rõ mồn một ở trước mắt. Trong khoảnh khắc đã giải quyết nhoằng một cái hai cỗ yêu thi, làm cho người ta không nghĩ ra. Tiểu Lục nhìn qua cũng chỉ có 8-9 tuổi, đạo hạnh lại cao đến mức nào. Lưu Đạo hữu, chúng ta chuẩn bị một chút đi. Hết chương 255. Hết tập 41.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.